Hello, xin chào tất cả mọi người. Tôi đang đứng ở đây là biển Thịnh Long. Ngày xưa thì mọi người mà đi Nam Định ấy, thì hay nhớ đến cái biển ở Nam Định này có hai cái biển, đó là biển Hải Thịnh và Quất Lâm. Thì bây giờ nó ở đây đổi tên thành thị trấn Thịnh Long, nên là mọi người bây giờ thì gọi ở đây là biển Thịnh Long. Đằng sau là khách sạn Hoàng Anh, một trong những khách sạn đẹp nhất và cũng là lịch sự nhất ở khu vực biển Thịnh Long này. Tuy nhiên thì nói thật là nó chỉ tương đương đến 2 sao trở xuống. Khu vực ở Thịnh Long này thì chưa được quy hoạch, chưa được làm gì nhiều lắm. Rất là bây giờ còn đang đợi các nhà đầu tư. Và theo tôi được biết thì là trong thời gian tới thì tất cả các cái kiosk ở bên dọc các cái bờ biển này sẽ được là phá và cải tạo lại. Nào, bây giờ chúng ta cùng lên để chúng ta xem biển Thịnh Long buổi sáng như nào nhá. Vâng, bắt đầu. Vâng, đây. Ta xem đây là khách sạn Hoàng Anh đấy ạ. Một trong khách sạn đẹp nhất ở biển Thịnh Long. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ xem cái khung cảnh ở biển Thịnh Long nhá. Đấy, các bạn thấy sự hoang tàn của những cái kiosk mà nằm dọc ở bên bờ biển, các cái bờ kè thì hầu như là bị phá hủy bởi sóng biển rất nhiều. Nên hiện nay cái việc kinh doanh thì gần như là rất ít, chỉ một số khu vực thôi. Ví dụ như là một vài kiosk ở trước cái cửa khách sạn Thịnh Long này thì nhìn ra, thế còn các cái kiosk này thì hầu như là không còn đón khách nữa. Đây, các bạn có thể thấy là bờ biển Thịnh Long buổi sáng gần như cũng rất ít người tắm, có nhưng mà không đáng kể. Tôi sẽ đi dọc cái bờ biển này cho mọi người xem qua. Hầu như tất cả dọc bờ biển dài mấy km đều như thế này ạ. Một bãi biển cũng khá đẹp đấy chứ. Nước thì không hẳn là trong lắm, nhưng mà cái độ thoải của bờ biển cũng như là cát thì là cũng là rất đẹp và lý tưởng cho cái việc là tắm biển. Đây, khu vực cuối bãi này thì là đông người tắm hơn. Đấy, các bạn có thể thấy các cái kiosk thì gần như là rất ít kiosk còn hoạt động. Và tôi sẽ quay một vòng để chúng ta xem toàn cảnh cái bãi biển Thịnh Long. Ở đây là đất hải sản đấy, nhưng mà tôi ra chợ hôm qua thì cũng không thấy là có nhiều hải sản lắm. Anh Giai ơi, nói cho bãi biển em đều là hay thì nhá, cảm ơn anh nhá. Rồi, nhất trí rồi. Các bạn lái xe điện đang ý kiến là nhờ quay và review và cũng như là mô tả thực tế của Thịnh Long. Đấy, khu hành chính của Thịnh Long. Phía trong thì cũng còn rất nhiều là các cái đất chưa được khai thác sử dụng. Vâng, tôi sẽ bay vào phía bên trong của thị trấn để cho chúng ta xem đấy, các nhà dân ở trong thị trấn đấy ạ. Vâng, đây, ta đang đi qua các cái khu vực là đất vẫn còn để hoang phía sau cái đường dọc bãi biển. Vâng, tôi sẽ bay về phía đầu kia của bãi tắm. Đây, phía cuối ạ. Vâng, đây là cuối bãi tắm rồi. Khu vực cuối này là khu vực chợ.
Vâng, chúng ta lại quay lại khách sạn Hoàng Anh. Hôm nay thì đến với Hải Thịnh, Thịnh Long, Hải Hậu, review một số hình ảnh ở cái khu vực thị trấn Hải Thịnh cũng như cái bờ biển Hải Thịnh này ạ. Hy vọng là trong tương lai thì sẽ có nhiều nhà đầu tư cũng như chính quyền địa phương ở đây sẽ quan tâm và cải tạo lại cái dọc cái các cái kiosk rồi các cái nhà hàng kinh doanh ở kể cả là mặt biển cũng như là phía trong, cải tạo lại các cái khách sạn, xây dựng thêm những cái khách sạn có tiêu chuẩn đẳng cấp cao hơn nữa để phục vụ cho du khách các miền của Tổ quốc đến với Thịnh Long. Ở đây tôi xin dừng máy quay ở đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người vào các clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.